vời, khuất xa nơi tiếng cười, vẫn đang chỉ mình anh yêu và mong chờ em phút giây. Dù anh đây sao thương nào vẫn yêu trong niềm nhớ, dẫu biết chỉ là mơ mà em phải một mình anh với ai, vì anh vẫn luôn không thể ngừng nhau về. Cảm ơn tất cả các bạn đã mang đến một phần mở màn sôi động máu lửa. Vừa rồi là bài hát Nỗi Nhớ Đầy Vơi. Anh Trấn Thành. Nên là như vậy, phải là như vậy. Hồ Ngọc Hà phải là Nu Phước Thịnh. Yeah. Đó chính là hai ca sĩ thần tượng mà các bạn thí sinh của chúng ta đêm nay lựa chọn. Hãy làm quen với các bạn ấy trước nha. Trước tiên, cô gái đang hóa thân thành nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, em giới thiệu một chút về mình nào. Xin chào tất cả mọi người. Trời ơi. Tôi là Phạm Đan Trang. Em 19 tuổi và rất vui khi được đến đây cùng với mọi người. Oh my god. Wow. Oh my. Trời. Cái cái voice đó từ cái con người này ra hả? Em nói cho anh nghe là em mới mở để em lip sync đó. Cái đường hình là khác. Sao mà cái đường tiếng là Hồ Ngọc Hà đó. Em trả lời cho anh biết hôm nay em ăn cơm chưa? Em vẫn chưa ăn cơm bởi vì em sợ ăn cơm thì bụng sẽ bị to. Oh. Trời ơi, sao mà giống dữ vậy? Cái gì vậy trời? Chuyện gì vậy? Em ơi, cho chị hỏi là em cố tình em nói giống Hồ Ngọc Hà hay là cái bình thường em nói là như vậy rồi? Dạ, em đang cố tình ạ. Không, để anh tìm coi Hồ Ngọc Hà có núp phía sau. Rồi, coi. Ừ. Có bà Hà có núp phía sau không? Em xác minh với lại ban giám khảo là phía sau chỉ có cái tấm rèm này thôi à, không có cái gì nữa à. Chứ không có bà Hà Hồ ở đây nha. Dạ. Có cảm giác giống như là em đang mượn cái cọng dây thanh quản của Hà Hồ gắn vô em vậy đó. Dạ, đúng rồi là Khanh. Trời ơi, giống quá. Trời ơi, biết luôn cái vụ mà. Dạ đúng rồi là Kha. Cái bà Hà Hồ bác khoái nói vào tiếng Thái Lan lắm. Dạ đúng rồi là Kha, I know that. Để trời ơi. Em ơi, em nói nổi hết trời gà. Anh thề là anh tưởng là Hà đang ở trong A Voice rồi em lip sync theo. Mà không phải chỉ hát không thôi mà nói cũng y chang luôn. Câu đây nó không phải là y chang. Nó là Hà. Hà đã hiển linh. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Không phải, nhưng mà trời ơi em ơi, anh nói thiệt á. Hà Hồ gặp em chưa vậy? Dạ, chị Hà là huấn luyện viên của em ạ. Bà quá trời bà rồi, bà mê người ta tới bên đầu bà ăn ngủ bà nằm bà mớ người thấy người ta luôn. Cái giọng giống quá trời ơi. Em đó đây. Đó là thí sinh đầu tiên và mình làm quen tiếp với anh bạn này nha. Mời em. Dạ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị ban giám khảo và quý vị khán giả có mặt ở đây. Em tên là Phạm Văn Lâm. Em đến từ thành phố biển Đà Nẵng ạ. Văn Lâm đến từ Đà Nẵng. Tiếp theo, trước khi giới thiệu thì các bạn có thể cho Nu Phước Thịnh một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Yes, thank you. Trời ơi, chết rồi. Anh ơi, không có ai sau lưng nha anh. Đó làm lại coi. Các bạn ơi, đã lỡ yêu thương Nu Phước Thịnh rồi thì xin một cho một tràng pháo tay thật lớn hơn có được không ạ? Đó. Đó. Nu Phước Thịnh hiện linh. Nhưng mà cái giọng phải sáng chút xíu nữa, giọng Nu sáng hơn. Trời ơi, sao giọng mà giống dữ vậy trời, ở đâu ra vậy? Chị em tên là Hữu Tánh và em đến từ An Giang ạ. Hữu Tánh, cái tên hay không? Hữu Tánh dịch ra có nghĩa là có tên. Mời bạn số 4. Lời đầu tiên xin cho phép Hà gửi lời chào thân thương nhất đến ban giám khảo cũng như tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay và các bạn khán giả đang xem truyền hình. Đêm nay sẽ là một đêm hứa hẹn có một sự bùng nổ giữa sự kết hợp giữa Cát Nu Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi người hãy cùng nhau ủng hộ và sẽ có được một đêm diễn thật là hoành tráng. Xin cảm ơn. Bạn này cũng hóa thân thành Hồ Ngọc Hà luôn à. Ghi nhân dị sĩ không à. Hà tên thiệt là gì vậy? Tên Hà thiệt em. Em tên thật là Pascal Ngọc Tân à. Nãy mới nhìn lên tưởng ba ông này là hóa thân thành Nu, có một mình bà này bà làm bà Hà thôi, coi như bà độc quyền đêm nay. Nhưng mà không, em là Hồ Kỳ Hòa. Và xin mời các vị giám khảo. Nãy giờ chưa hết bàng hoàng nổi da gà, dễ sợ hiện lên, ô trời ơi.
Một phần là khi tụi em cất giọng á, làm cho tất cả cái trường quay này có vẻ phấn khích quá, cho nên là vỗ tay rất là nhiều. Cho nên thật sự là tụi chị không có nghe rõ giọng của từng bạn. Nhưng chị khen cái điều đầu tiên nhất, cái bài hát hôm nay tụi em biểu diễn như một bài hòa thanh. Tụi em bốn như một, bè bối quyện, rất là quyện và nó ăn rơ với nhau rất là hay. Phải nói là tuyệt vời. Chị Tuyết cũng y như chị Ly hồi nãy, hy vọng rằng là vào vòng trong thì sẽ được nghe các bạn hát trọn vẹn một bài hát, thì lúc đó mình sẽ nhận xét một cách tỉ mỉ hơn từng bạn. Cảm ơn ca sĩ Minh Tuyết và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Về mặt hiệu ứng sân khấu á, thì thật sự là mọi cái điểm nhìn á, nó bị thu hút về phía cô Hồ Ngọc Hà Hiển Linh này. Bởi vì cổ chọn một cái đầm màu đỏ rất là rực rỡ, và cái phong cách á, đoạn giang tấu á, cô Hồ Ngọc Hà này phất cái tà, phất cái tà thu chị hút ba về, mà. Chị ba về. Đúng. Để chị ba, thế giới để chị ba lo. Hi, chơi. Đó là tự tin. Trên sân khấu thì ngoài giọng hát ra thì chúng ta có cái năng lực về mặt biểu diễn, thì đó là một cái điều thành công mà không phải là ai cũng có thể làm được. Chúc các bạn thành công. Thưa bốn người bạn, các bạn đang làm một điều rất là thử thách bản thân mình, đó là thể hiện lại hai ngôi sao ca nhạc đang hot nhất hiện nay, là những người mà người ta sẽ soi từng chi tiết, tại vì nhạc của họ rất là thịnh hành. Cho nên Thành hy vọng là ở vòng thứ hai các bạn phải cố gắng nắn nót một tí. Nam nói rất đúng là chỉ thấy cô gái này thể hiện thái độ của diva, còn những bạn còn lại có nhưng hơi bị ít. Đặc biệt là em trai đẹp trai số 2 này, trời cho em cái mặt em rất sáng, rất đẹp trai, giống Nu Phước Thịnh rồi. Không có gì phải sợ hết. Nu, Hà Hồ thành công được những ngày hôm nay, họ có bản lĩnh sân khấu không ai có được. Họ hút tất cả ánh nhìn về mình, và từng động tác của Nu và Hà Hồ đều có ý nghĩa. Hà Hồ, Nu Phước Thịnh không chỉ đơn giản là vocalist, mà họ là người giải trí. Các bạn phải là cái bình hấp tinh đại pháp cho tôi. Ủa, chứ sao qua kiếm hiệp rồi vậy? Không phải nói như vậy để các bạn hiểu. Thành muốn là nếu như các bạn trình diễn một mình trên sân khấu, làm cho chúng tôi tin bạn là Nu, bạn là Hà. Ok, cố lên. Giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Trên trời kia mưa trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, lạnh quay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Đời bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giờ, để được nằm kề bên. Con đường xưa cũng êm đềm. Một lần thôi,
thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là đôi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, mơ môi còn cao khá chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giờ, để được nằm kề. Con đường xưa cũng êm thí sinh của chúng ta Quốc Tuấn. Tôi đang khóc cái bà Như Quỳnh. Tôi nghe ông Bằng Kiều vô tán cái tôi tỉnh liền. Tôi nói thiệt, tôi đang khóc, tôi đang đứt nở, tôi nghẹn ngào, tôi nhớ thần tượng của tôi. Ông Bằng Kiều nhảy sổ vô giống như kiểu nghe không? Nghe không? Nghe không? Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót. Bạn khác mà cái thái độ bạn dễ sợ thiệt á, kiểu mà không nghe tát vô mặt bây giờ kiểu vậy. Trời ơi, em sao hát mà dữ vậy cưng hả? Hỏi thiệt. Em run quá hả? Run quá trời, dễ thương muốn chết luôn. Hiền mà, đâu có phải như nãy anh nói đâu, hiền queo à. Thấy hát dễ thương mà, đâu có dữ đâu. Không không, thì cái mình cách ghẹo, á, cái cách á. Mình ghẹo vậy thôi. Ghẹo. Thiệt ra thế này nè em ạ, cái vấn đề của em thì nó vô số. Từ đâu chắc anh nhường cho người tình lý tưởng nói trước, còn dư nhiêu anh bao hụi chót nha. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Thực sự là anh Kiều á, ảnh hát giọng rất là nhẹ nhàng, ảnh lên cao rất là êm ái nhẹ nhàng. Nhưng mà còn em á thì em hát á, em phải điều khiển cái giọng của mình lại, cái cách nhả chữ của mình ra nhẹ nhàng một tí. Ví dụ như anh Kiều hát là cơn mưa băng giá chẳng hạn, nhưng mà em là băng giá xót xa, em bị vậy á. Tức là em phải điều khiển lại cái làn hơi của mình và cái cách nhả chữ của mình làm sao cho nó ngọt ngào một tí thì nó mới giống anh Kiều. Rồi anh Kiều cái đuôi á là anh Kiều anh không có ngưng liền, anh Kiều là anh phải kéo thẳng cái làn hơi ra xong anh mới ngưng nhẹ một cái, chứ còn em là em vừa để em làm ngưng liền là không đúng. Dạ. Bây giờ nè, rồi cái đó Thành là anh sẽ làm lố thêm một tí rồi em chuẩn bị em nghe. Cái đó là cách hát ha, còn quan trọng nhất là cách phát âm. Anh Bằng Kiều là người Hà Nội, đúng rồi, phát âm rất bắt mà bắt hơi bị thế... nặng luôn ấy đó. Cái này chị quên bạn nói, phải để ý nha. Ví dụ như chữ mình thì bạn phải mình, nó phải như vậy cơ. Ví dụ như tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Đúng rồi. Đúng chính xác, chính xác. Nó phải bắt cỡ đó thì nó mới ra anh Kiều. Đi qua cuối con đường, bao lâu cho ta không lạc lối, khi lòng ta còn mang những nỗi cô đơn ở nơi. Giọt buồn che mi, mình hứa với nhau những gì? Về nơi đây, về ngày tháng ấy. Nói nhớ anh từng đêm, em giờ đang cố quên. Giọt trăng mang anh đi về đêm.
mặc cho em níu đuôi vô cùng. Anh cứ đi. Giới thiệu với tất cả quý vị, Yến Lê. Thank you. Yeah, yeah. Khi chẳng điều gì làm được quá dễ. Không phải may hay là công, ai chẳng muốn thành công. Nhưng nhiều khi chẳng như ta mong. Hãy tự tay ta làm nên, ngày mai thời gian sẽ đến. Dù biết rằng từng ngày trôi qua sao đêm đêm. Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê. Đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ. Mang theo niềm tin ở trong con tim tùy theo câu ca. Một ngày kia sự thành công đến bất ngờ. Đam mê thật là không dễ dàng, bởi vì ta hãy vượt qua dù khó khăn chẳng màng. Có niềm tin và trong muôn câu ca là điều rằng đam mê nó lại anh em ta ê. Dù ngày mai có sao cuộc đời vẫn thế. Đêm nào đam mê cháy lên vì ta đam mê. Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê. Đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ. Mang theo niềm tin ở trong con tim gửi theo câu ca. Một ngày kia sự thành công vẫn phải. Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê. Đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ. Mang theo niềm tin ở trong con tim gửi theo câu ca. Một ngày kia sự thành công đến bất ngờ. Wow! Và đây là văn phong của chúng ta cùng nữ ca sĩ Yến Lê. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Xin chào Yến Lê. Được biết là bài hát này Yến Lê đã từng thể hiện rất thành công cùng với anh Tuấn Hưng. Thì trong lần này, văn phong trong hình tượng của ca sĩ Tuấn Hưng, không biết cảm xúc của Yến Lê như thế nào ạ? Vào ngày tập luyện thì Yến Lê đã rất là bất ngờ bởi một cậu trai mà có một cái phong cách rất là giống với người thầy và người huấn luyện viên của mình như thế. Yến Lê cũng rất là may mắn khi được hỗ trợ cho bạn và hy vọng rằng là phần biểu diễn ngày hôm nay sẽ khiến cho tất cả quý vị huấn luyện viên, ban giám khảo và đặc biệt là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Văn Phong nhé, để Văn Phong có những bước tiến vững chắc nhất, rực rỡ nhất trên con đường mà bạn lựa chọn.
Cảm ơn Yến Lê rất nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rất nhiều. Và chúng ta sẽ giữ chàng trai văn phong của chúng ta ở lại đây. Và đầu tiên xin mời phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Anh cảm thấy như thế nào về tiết mục vừa rồi ạ? Quá hot. Diễn như vậy thì còn nói gì nữa. Tuấn Hưng phải là như thế. Hai bạn trẻ trung, năng động, đẹp, lộng lẫy, máu lửa. Nói gì nữa, hết. Cảm ơn phần nhận xét rất gãy gọn của giám khảo Trấn Thành. Em cảm thấy như thế nào về tiết mục vừa rồi? Thực sự là hôm nay là em rất là hạnh phúc khi mà được hát song ca cùng chị Yến Lê. Vì em đã từng xem anh Tuấn Hưng và chị Yến Lê hát rất là nhiều lần. Nhưng mà hôm nay thật là may mắn khi được đứng chung trên sân khấu. Nó cũng là một niềm động lực cho em để em có thể cháy hơn trên sân khấu. Và rất cảm ơn chị Yến Lê, như là cảm xúc của ngày hôm nay của em rất là vui ạ. Chị cảm nhận được cái sự vui của em, cái sự hân hoan, hạnh phúc lâng lâng trong con người em. Mà không biết ca sĩ Minh Tuyết, chị có cảm thấy như vậy không ạ? Khi mà mình làm cái gì á, thì cái người đối diện mình sẽ cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Hôm nay là rõ ràng chị thấy em không có còn một cái chút xíu gò bỏ như những cái lần trước nữa. Rõ ràng là em làm chủ được sân khấu là lúc em kéo Yến Lê tới gần em. Và em ôm Yến Lê vào để mà cùng với nhau song ca cái bài hát này. Cái điều mà mọi người đều mong muốn ở em là cái sự hơi điên điên của anh Tuấn Hưng đó. Thì hôm nay em đã có được cái điều đó ở trong em rồi. Và nhất là cái chân của Phong đi á, nó cứ cà khen như vậy, y như Tuấn Hưng vậy. Con đi hát bình thường con có đứng vậy không? Dạ vâng ạ. Bị vậy luôn à hả? Vâng. Vậy tướng của chú Hưng hả? Chị cảm nhận rằng là bây giờ Tuấn Hưng nó nằm ở trong em một cách gọi là trọn vẹn. Mỗi ngày Phong mỗi tiến bộ. Và ngày hôm nay chị xem tiết mục này, chị không cảm giác là Phong đang thi nữa, mà chị đang xem một tiết mục biểu diễn thật sự trên một cái sân khấu lớn và đẹp như thế này. Tương lai của Phong sẽ rất là rạng rỡ phía trước. Chị sẽ gặp em ở vòng chung kết. Wow, chị Cẩm Ly, lúc nãy em xem Văn Phong biểu diễn, em thấy chị gật gù. Cảm xúc của chị như thế nào ạ? Bài này thì cô thích ở cái đoạn mà vô tiết tấu hơn là cái đoạn đầu hát. Có lẽ là cô hơi đòi hỏi hơn. Tại vì Yến Lê là một cái ca sĩ rất là cá tính, nó quá chất. Chính vì như thế nó sẽ dễ lấn áp con lắm. Con làm được hết của chú Hưng, nhưng con muốn là thêm một tí xíu tự tin nữa. Con sẽ cảm thấy là nó sẽ cân hai người, nó sẽ đẹp hơn. Cô chúc mừng và hy vọng sẽ được gặp ở trong những cái vòng càng sâu hơn nữa. Chúc mừng tiết mục của Phong. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Cái phần kết hợp hết sức là bùng nổ. Tố chất đàn ông và cái sự hơi ngạo nghễ của mình á, cũng nó là cũng một người như vậy. Có sẵn một ít phải không? Có sẵn. Đó, cho nên là em làm rất là tự nhiên và giọng hát cũng rất là ấn tượng. Và anh thấy Văn Phong có những cái phần rất là chủ động, chẳng hạn chuẩn bị chuyển sang cái bài thứ hai á, thì em với bạn diễn của mình là Yến Lê thì có nhìn nhau và có sự thống nhất rồi mình mới vào cái câu tiếp theo. Và anh rất thích cái thông điệp của bài hát, mặc cho người ta cười hay là khen chê, chúng ta vẫn luôn luôn cố gắng phấn đấu để mà ngày mai thành công. Chúc cho em cũng như những thí sinh khác trong cuộc thi luôn luôn đam mê và thành công như vậy. Cảm ơn phần nhận xét quý báu của các vị giám khảo. Cảm ơn Văn Phong rất nhiều. Không có em như thuyền xa rời bên mộng. Chiều nay anh vắng em nghe sầu rớt vào trong tim. Chiều nào ta bên nhau khăn khít hai mái đầu. Nay em bỏ đi rồi còn mình anh đơn côi. Chiều nay mây ngừng trôi cơn mưa lông bất chợt. Mắt lệ này cho em nghe sầu ướt hoen mi. Vì sao em ra đi em không nói một lời. Bỏ lại anh giữa đời với nỗi sầu khôn. Đến dấp diều trong tiếng nhạc tình thương yêu. Còn anh lạc lòng bơ vơ góc vắng lanh lùng uống rượu sầu nhỏ lệ thương đau. Phố buồn nay không em anh một
mình qua lối cũ. Bóng hình em yêu xưa, anh biết nẻo đâu tìm. Chỉ còn trong tim anh đêm dài chung kỷ niệm. Nhưng anh đâu có ngờ đêm cuối cùng mình bên nhau. Chỉ còn trong tim anh đêm dài chung kỷ niệm. Nhưng anh đâu có ngờ đêm cuối cùng mình bên nhau. Thưa quý vị khán giả, ca khúc Đêm cuối cùng bên nhau với phần trình diễn của thí sinh Quỳnh Lâm. Xin mời ý kiến của các vị giám khảo. Lâm ơi, Lâm hát cũng rất là giống anh Mạnh Quỳnh. Anh Mạnh Quỳnh á, anh có một cái đặc biệt là cái giọng hát của anh nó hơi có cái âm ngang khi phát âm á, thì khẩu hình hơi bẹt bẹt một tí. À thì bạn lại có cái âm thanh rất là giống cái điều đó. Bạn có mê bolero không? Hay là bạn có hát nhạc trẻ nữa? Dạ em hát bolero và dân ca thôi ạ. Có hát nhạc trẻ nữa không? Chưa hát bao giờ. Chưa hát bao giờ, chỉ mê bolero dân ca thôi hả? Thành thấy là bạn hát khi bạn phát âm á, bạn có cái thái độ của nhạc trẻ, có nghĩa là bạn hát ra cái chữ nó thẳng. Còn khi anh Mạnh Quỳnh anh lên cao á, nó có cái đặc trưng của dòng nhạc bolero là khi lên cao người ta ngân 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 ngân. Ví dụ như bạn hát là anh ơi, là chữ ơi của bạn nó thẳng băng vậy. Còn nếu anh Mạnh Quỳnh là anh ơi, nó là cái đây, nó có cái đó. Thì bạn để ý cái điều đó, mỗi lần khi mình lên cao mình ngân, mình đẩy cái giọng mình ém hơi rung một tí thì sẽ ra cái kiểu của anh Mạnh Quỳnh hơn. Và khi phát âm khẩu hình bạn mở ngang một tí cho cái chữ nó giống như cái cách phát âm của ảnh nhiều hơn thì sẽ ok hơn nha. Tôi chỉ bổ sung tiếp phần của Trấn Thành. Anh Mạnh Quỳnh ảnh hát cái âm của ảnh đưa lên vòng mũi nhiều hơn là ở phần bụng. Theo như Tuyết thì Tuyết đi hát với anh Quỳnh cũng khá nhiều á. Thì Tuyết thấy thì là giống anh Quỳnh quá ít. Cái cuối cùng nữa là anh Mạnh Quỳnh hát rất là sang sảng. Anh không có ém cái hơi vô và gò cái chữ nhiều. Lâm thì lại gò từng chữ. Đúng rồi, đừng gò cái chữ nó lại cho nó tròn vành quá. Tại vì anh hát á, nó giống như nói chuyện nha bạn hiểu không? Càng đời càng tốt. Nãy giờ đã nghe anh với lại chị Tuyết nói, đâu Lâm thử đẩy âm thanh lên khu vực này một tí, hát ngân hơn tí, hát cái câu mà người ta đã bỏ tôi rồi bạn. Đó, thử đi, thử câu đó thử coi. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Đó, vô rồi đó. Bây giờ chê chán rồi, vô. Bây giờ chê chán neo đi đường về. Đường là đang gò đó, đường là đang gò cho đẹp để đường vẫn, đó vẫn gò, vẫn gò. Vẫn gò đó. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Dạ, giờ này không phải giờ học luyện thanh. Những lời nhận xét góp ý như vậy thôi đã là một cái điều rất là quý giá cho bạn Lâm rồi. Mình vẫn còn vòng thi thứ 3, vòng hòa thanh nữa mà ha. Ghi nhận những cái sự góp ý của các anh chị để hoàn thiện mình hơn trong vòng thi sau. Cảm ơn em. Thời gian quá nhanh, sớm
đầy bao thương nhớ, mãi mãi sẽ không để xa. Hồi nãy khi mà mới mở màn á, thấy Như đứng rồi Như hát, anh cứ tưởng là em hát thiệt không đó. Nói trời sao bữa nay em bé Như hát tốt dữ vậy trời. Trời đất ơi, anh nghĩ sao vậy, làm sao có thể là em. Các vị giám khảo thấy thế nào ạ? Cái bài Đêm Nghe Tiếng Mưa này là một trong những cái bài mà tôi rất là thích, bởi vì nó cũng ghi cái dấu ấn của Hồ Ngọc Hà. Và tôi nhớ là cái MV này hình như là Hồ Ngọc Hà ngồi trong một cái căn nhà rất là hoang vắng và mặc một cái bộ váy màu trắng và đội một cái mũ rộng vành. Thì hôm nay Ngọc Tân vẫn trong hình hài của một người nam. Sự là ban đầu tôi cũng rất là ấn tượng. Những cái nốt trầm ban đầu rất rất là giống Hồ Ngọc Hà khàn, và nó có cái độ da diết. Tuy nhiên càng về sau chắc là do âm vực của người nam, cho nên là nó cũng có một số cái cản trở khi mà chinh phục những cái độ cao á. Tuy nhiên từ tôi nghĩ là về tổng thể thì cái bài trình diễn của Ngọc Tân cũng khá là ấn tượng. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Chị có một ấn tượng tốt về Ngọc Tân, cái độ mềm mại của người nữ. Em là một bạn nam, em làm được điều đó chị thấy rất là giỏi. Nghe như là một người nữ hát hoàn toàn. Ở trong giọng của em cũng rất là tình. Chị hy vọng là chị sẽ gặp em nhiều nữa. Có một tí xíu góp ý nhỏ thôi, em ráng cố gắng hát đầy một tí xíu nữa. Tại vì trong cái giọng hát của Hà nó có một cái độ da diết mà nó rây rứt của một cái người giống như từng trải. Ở em đã có, nhưng mà khi mà em lên những cái cao, rây rứt một tí xíu nữa và nó có cái lực, sẽ thấy Hà nhiều hơn ở trong em nữa. Chị nghĩ là chắc có lẽ là một phần do cái áo này. Cái tay của em khi em biểu diễn, em cử động nó bị hạn chế. Em sợ nó rớt cái áo hay như thế nào đó, cho nên nó chưa được thoải mái. Đó cũng là những gì mà Trấn Thành cũng muốn chia sẻ thêm với bạn á. Đây là ca sĩ thần tượng, yêu cầu của chương trình sẽ phải cao hơn. Bạn phải hóa thân thành Hà, ở cả phong cách lẫn giọng hát. Thành muốn bạn biểu diễn một tí nữa về thần thái khi Hà hát á. Cái tay này của bạn là bạn có rồi, nhưng mà cái gương mặt Hà hát hay giống như kiểu là có đúng không các bạn. Hà hay có cái kiểu đó đó, cái đầu gật phải là 2-3 nhịp vậy nè. Mãi mãi sẽ không lìa xa, nhấn rõ gương mặt thần thái hơn để cái phần biểu diễn mình thu hút hơn. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng Ngọc Tân đã hoàn thành phần thi của mình. Tôi còn trong ngọng làm chi đó đã đưa ngang từ thuở nào thì thôi người cứ yên tâm nhé, tôi chẳng bao
xưa. Dám nói năm cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mặt ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em vẫn đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từng ngày bước sang thuyền hoa. Trời đã ngăn cách, thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi em. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi. Bằng như nước cuốn dưới chân cầu, xin em hiểu cho đời anh, đời trai sương gió dập vùi than nằm. Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, từ đây hỡi em. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi. Cảm ơn nghệ sĩ đàn tranh Thương Huyền và nghệ sĩ đàn bầu Như Ngọc. Hồi nãy lúc mà Hoài Lê biểu diễn, em nhìn dưới em thấy chị Minh Tuyết á, chị cười ha ha ha. Ủa sao vậy chị? Tại chị đã quá đó mà. Thật sự đối với chị á, khi mà Hoài Lê hát á, rõ ràng là chị thấy em trai của chị Quang Lê đứng trên sân khấu giống dễ sợ đối với chị nha. Cách đứng, cái bước đi luôn, cái động tác đưa tay lên hay là ngoảnh cái đầu hay ngoắt cái tay như vậy, rất là giống cái hồn ở trong từng cái câu chữ, giống
Quang Lê gần như là 100%, chỉ tội một cái điều á, là cái chất giọng của em á, nó không có âm sắc bén như là cái chất giọng của Quang Lê. Nhưng không có nghĩa là nó không hay. Nhưng mà đối với chị thì đã nói là bắt chước thần tượng, thì em đã bắt chước được tất cả những gì mà anh Quang Lê đã có. Dạ, cảm ơn chị Minh Tuyết. Nghe lời nhận xét là xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều phải không em? Dạ, em thấy em ốm lại một chút. Sao mà để cho súc mỡ đi uổng vậy? Đúng rồi, nó hốc hác quá rồi nè. Mặt bé nó ốm nhôm, ốm nhách luôn vậy đó. Ôm lo quá lên, hay dạ. Sao? Ốm lên. Nói về cái sự hốc hác mà góc cạnh chắc chắn phải hỏi giám khảo Trấn Thành. Anh cũng hốc hác đi đúng không ạ? Lo, tại anh lo cho thí sinh. Hoài Lê bước ra cũng lo luôn đúng không Lê? Áp lực luôn đúng không? Tâm lý dạ, chứ. Chút xíu thôi. Dạ. Đó chút xíu chứ không phải không. Nhưng riêng trường hợp của bạn khen tí, giọng hát rất tốt. Tôi chỉ hơi tiếc chút xíu một xíu thôi. Là phải chi á, hôm bữa giám khảo Minh Tuyết nói là mấy bạn đừng có lạm dụng những cái tật của những người ca sĩ ta hát. Nói là không lạm dụng chứ cũng đừng có làm ít quá. Thấy cái bài đó nó bình thường đi. Thi mà đôi khi tôi thà bạn làm quá một chút còn hơn là không làm gì hết. Tôi cưng bạn là cưng những cái mà bạn nhăn mặt, bạn đẩy tay đẩy chân ra. Thật ra tôi mê mấy cái đó lắm. Để thấy được à, người ta biết cái chiêu này là của cái ca sĩ đó nè. Hãy thoải mái làm những cái gì mà mình cảm thấy thú vị nhất. Nhưng đúng là ông trời sinh cái giọng của bạn là giọng thổ hơn của anh Lê nhiều. Nó không có cái độ bay như anh Lê. Tôi không yêu cầu cái đó. Tôi chỉ yêu cầu là bạn nắm được cách xử lý thái độ, thần thái thì đúng là mọi thứ là của Quang Lê thiệt. Nếu bạn vào vòng trong làm ơn hát cái bài nào á tiết tấu hơn một tí và thể hiện được nhiều cái thái độ Quang Lê hơn, tôi cưng bạn lắm. Ra bận bộ đồ đen tím là vô hệ tôi rồi. Có cái cây tím sau lưng nữa. Rồi có giống gì nữa không mà cưng dữ vậy? Tự nhiên thấy có dính mỡ rồi thấy vui. Cảm ơn Trấn Thành. Xin mời tiếp theo giám khảo Cam Ly. Chị vẫn giữ cái câu nhận xét từ đầu chương trình đến bây giờ là ở em á, cái tình và những cái từ mà em thả đặc trưng của Lê em đều có hết. Có hết. Chị không để ý giọng hát em luôn mà chị cứ nhìn cái đó hoài mà chị thấy Lê đàng hoàng. Đó là khi em hát á, cái đầu em đi nè. Có, nãy Thành không biết. Cái đó nó rất không là... Không phải là không thấy. Có. Anh muốn thêm nhưng nhiều mà bữa nữa. Nay anh làm nhẹ quá không. Anh bị tiết chế là có trước làm quá, nhiều lắm bị tiết chế là tôi thấy nãy ổng làm nhiều. Còn chị đang nói cái đặc trưng của Lê khi mà hát từng câu luôn là Lê cứ gì nè cái nhẹ nhẹ là em làm chị cứ nhìn cái đó hoài luôn á. Nhưng hồi nãy chị nín thở lúc câu cuối của em em có cảm giác không? Chị nói bị chết cao. Rồi nó gãy cái câu ao rồi không lên tới mà không ngờ em vẫn kéo và em đầy hết cái câu sau, tất cả xung quanh đều tốt hết. Mọi người phải công nhận một điều là phần lớn các bạn bắt chước chỉ bắt chước được hình thức, đúng, hình thể nhưng không bắt chước được cái tâm cái hồn trong câu hát. Em là em người làm có được. Được cái điều đó. Cho nên chị ghi là em là cách xử lý và cả cái tình. Hôm nay là nhận được rất là nhiều lời khen. Nhưng đừng chủ quan, nếu đi vào trong nữa mình còn có nhiều cái giống như cái yêu cầu của anh Thành là muốn. Bây giờ tôi yêu cầu thêm một điều nữa để dằn mặt hai vị giám khảo còn lại. Lần sau bạn muốn vào trong bạn phải mập hơn nữa. Chị đề nghị em bây giờ anh Thành muốn em phải mập hơn nữa. Bây giờ cứ xin cái số điện thoại anh Thành đi đâu rủ em đi chung ăn chung là mập lên liền. Ok. Trời hợp lý. Ơi. Tại sao nói về cái sự mập lại quy về cho giám khảo Trấn Thành? Không em kém. Không có nói là anh Thành mập. Em chỉ nói là anh Thành sẽ dẫn em đi ăn không, chung để có vậy. Cái động lực Thành thôi. Không mập nhưng mà Thành luôn luôn tạo điều kiện và cơ hội cho người khác mập cùng. Được, chuyện nhỏ. Ok. Nhắc cái đồ ăn cái thấy nhớ quá. À, mình bỏ qua chương trình ẩm thực được không? Mình đến với thí sinh Hoài Lê, anh Hoàng Nhật Nam, anh thấy như thế nào ạ? Tôi rất là bất bình khi mà giám khảo Trấn Thành vừa rồi yêu cầu Hoài Lê là phải mập hơn. Bởi vì như này là vừa làm cho thí sinh của chúng ta áp lực. Nhưng mà thêm một vấn đề đó nữa là tôi đã được biết là giám khảo Quang Lê là có ngồi chung với giám khảo Minh Tuyết trong Tuyệt Đỉnh Song Ca, đã bắt đầu là đi tập gym rồi và mặt có dấu hiệu và hiện tượng V-Line luôn. Anh Lê đi tập gym rồi thì bây giờ em mà không có thành công chút, em ơi. Chút nữa thời gian nữa là em mập lên, anh Lê ốm xuống là em lại đuổi. Không em ơi, cái chuyện mà Quang Lê ốm xuống là viễn vông nha. Viễn vông nha em, đúng rồi đó thiệt. Trời ơi, tài quá. Tại sao vật. Mọi người lại nói xấu em trai của tôi? Tôi nói giỡn, tôi đừng có lén lén, tuần sau mập thiệt tội nghiệp nha, tôi không chịu trách nhiệm. Em đâu. Mà vô chung kết gì mượn nguyên bộ đồ Quang Lê cho em bận luôn. Mình tiếc quyền lực lắm. Thank you.
say rồi phụ tử ơi. Giống mà ghê không? Tuyết bay trắng xóa lạnh khung trời, cũng đã đêm lạnh tiếng rơi rứt. Lệ thấm chán qua lệ nơi rơi. Phương tử ơi, rượu xa cây nửa màu vừa uống cạn thì thấp thoáng trước thềm rêu đã rơi rụng đó anh đào. Mày chén ly bôi làm khơi dậy chi anh nào, xin giả từ trúc lan phong tử ta đi giữa bầu trời giá lạnh đêm tay sao. Kìa sao đàn lại rưng rưng lệ sương rơi hay xuống lệ ngập ngừng. Ta chưa nói biệt ly cớ sau nàng đã xa nước mắt. Biệt người giá biệt nhấp cạn chén cuối cùng rồi say nửa dưới trăng. Phương tử ơi, nàng hãy dứt mấy đường tơ chung rượu tiền vì ai ta xin muốn càng. Xin hẹn đông năm sau giữa mùa tuyết trắng dưới cội ánh đào, nàng hãy đợi chờ. Dùng từ lâu ta ngồi tựa thân cây nghe gió rít giữa không trung mà tưởng chừng như tiếng đàn năm xưa của đàn ca kỳ. Đưa mấy ngón tay mềm đến nốt những đường tơ áo nào, giờ nghiêng bầu rượu một hơi đà càng rượu. Tim ta vẫn tệ buốt lạnh lùng. Phương tử ơi, ta có gần đâu, cung đàn năm xưa lại là cung đàn vĩnh biệt. Đêm nay dưới cội ánh đào ta nhớ ta sầu qua men rượu. Xin chúc mừng Thanh Phương đã hoàn thành phần thi của mình với bài Trúc Lan Phương Tử. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Lại một bài ca của Trọng Phúc thường hay ca nữa. Giọng ca Trọng Phúc là một giọng ca lãng tử. Cuộc sống mà nếu em không nghe được cải lương thì em sẽ buồn đi, không có được với sức sống. Đúng như là cái lời em tâm sự, cái luyến lái những cái ngân của em, nó cũng có giống mang máng anh Trọng Phúc trong đó, mà em có cái riêng của em trong đó nữa. Bài đơn ca này em đã thể hiện giống Trọng Phúc rất rất là nhiều. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Chào kỹ sư.
Đúng là cái gì mà mình đam mê, mà mình yêu thích quá đó, nếu mà mình thực hiện được thì đó là một cái niềm hạnh phúc lắm, phải không em? À, chị Mỹ thấy chỉ có 3 câu giọng cổ thôi mà hôm nay thật sự Phường đã thể hiện Trọng Phúc rất nhiều ở trong này. Từ cái cách mà cầm micro cúi lên cúi xuống cũng giống Trọng Phúc nữa. Và chị thích nhất là 8 nhịp cuối của em. Lên cao xong rồi bỗng nhiên đi xuống mà không bao giờ bị gãy. Rất ngọt ngào. Một lần nữa chị Mỹ chúc mừng Phường. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Kim Tư Long. Cái tuần trước mà anh có góp ý em á, thì tuần này em đã thiết chế lại. Cái thiết chế, cái ngân đó làm cho em giống Trọng Phúc nhiều hơn. Và đặc biệt là anh ái mộ em ở cái giọng gió của em, rất nhẹ. Có được cái giọng nhẹ đó đếm trên đầu ngón tay thôi. Em đã có giọng rồi, em đã có thần tượng của em là Trọng Phúc rồi. Bây giờ chỉ còn một cái điều mà em chưa có, đó là nhịp nhàng của em chưa hay. Nếu như nhịp của em mà trong cái bài Trúc Lan Phương Tử này mà sắp theo giống như anh Trọng Phúc nữa thì em tuyệt vời luôn. Anh em nói nghe nè. Chính vì vậy bạn ấy là kỹ sư. Ừ thì đó. Còn Trọng Phúc là cứ bằng là một danh ca rồi. Cho nên sắp chữ sắp nhịp nó dễ sợ lắm. Nhịp của Trọng Phúc cũng rất là khó để tập theo lắm. Cố gắng làm sao học, học được cái nhịp đó nữa thì em không phải là Trúc Lan Phương Tử, mà tất cả các bài Tân Cổ Vô Duyên và luôn cả những nhân vật mà em có thể em thể hiện trên đó, em sẽ thành công. Vừa rồi thì mình cũng đã làm rất là tốt cái phần thi của mình và nhận được cũng khá nhiều lời khen từ các vị trong ban giám khảo. Chúc mừng Thanh Phường nha. Một chuyện vui nhỏ trên đường, nên chép lại khúc ca. Tôi quen cô người bạn đường xa, bạn đường xa nên quá ra gần. Lên xe nhường lời bạn chọn, nhường lời bạn trao. Bốn bề sắc áo màu qua bốn bên, lời ca tiếng cười. Xe lên đường mời anh chọn chỗ, ngập ngừng rồi bước lên lặng lẽ. Phía sau lưng tiếng ai cười khúc khích, nghe như tâm tình kia gọi gió mới sang xuân. Xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh chở những niềm vui hơn ở đón xuân về. Bó hoa trong tay tôi như mở ngỡ về. Xe lên nhanh trên đường tải rộng mà mỗi người trong đường xa mới cất tiếng làm quen qua nụ cười nghiêng. Chuyến xe về đầy đắng ngày xuân mà đường thành phố Tây Ninh tôi vừa đi một nửa. Lên xe nhường chỗ bạn ngồi, nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn trao.
một vùng nhà cắp lúa cao, qua cầu sóng vỗ lên gian tân, còn anh đi thị xa bạn cùng vui kể chuyện nhà. Em vừa nhận được thư người thương ngân hàng gửi về, tới thăm bạn giữa ngày nghĩa vụ, chỉ có đôi dưa hồng và tấm lòng sao trước cao em lúa thắng ngay dù phải tới dòng cơn sâu, bóng ngày nắng lửa thức giấc thắng sao chắc chiêu gầy dựng cho đẹp vào người quê hương. Lên đường tôi ngước nhìn bốn phía đồng xanh, tìm ngôi nhà tranh trong làng xanh bất tận, chợt nghe như có tiếng người thương căng dặn, phải chắc chiêu dựng xây cho giàu đẹp quê hương. Qua đôi thương tâm tình đỏ thủy chung, quê hương là xuân em là mai vàng rực rỡ. Em ơi, chuyến xe này tôi về với Tây Ninh, hẹn ngày mai ghé thăm cô bạn trẻ. Bó hoa này em về dâng mẹ, rằng hoa xuân của người bạn quê nhà. Em nhìn tôi đỡ bó hoa, thương sao đôi mắt nhìn xa em cười. Em ơi, xuân đó đường vui, xuân đầm thắm đang trên đời nở hoa. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bài Chuyến xe Tây Ninh của tác giả Thanh Hiền với phần dự thi của bạn Hoàng Phước. Dạ, xin mời ban giám khảo ạ. Cho tôi nói trước. Anh này quá trời quá đất. À Phước ơi. Dạ dạ. Em thể hiện cái bài Chuyến xe Tây Ninh này á, ba câu, thì anh thấy là cái câu 6 là em cài giống anh năm nhất. Đúng. Nhưng mà hai cái câu trên á, anh ngồi anh nghe thì hình như là em có cái âm dấu quyền, nó giống giống như là nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn vậy đó. Em có thể hiện được cái giọng của Út Trà Ôn không vậy? Rồi thử nha. Bà khóc làm gì? Đó giống đó, giống quá. Thỉnh thoảng có buồn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi đã khóc suốt 20 năm rồi. Trời ơi. Nhất là tôi nhớ mỗi lần bông ô môi điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quét bắn vọng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi, dấu nặng cũng giống nữa. Trường An là mỗi lần tôi nhớ tới mùa thu của đầu năm binh lừa. Giống nhiều lắm. Nhớ tới dáng người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời cõi Long. Wow. Hay quá, trời hay ơi quá. Phước ơi, trời ơi, anh không ngờ là em lại bắt chước Út Trà Ôn giống vậy, giống hơn Thanh Tuấn luôn rồi đó. Đúng rồi, cái luyến lái của em á là giống Út Trà Ôn, là cái âm á, nhưng mà có những chữ á em phát hiện ra giống chú Phương Quang nữa. Dạ. Ờ thì chú, Phương Quang giống Út Trà Ôn rồi, giống ông Trúc. Vậy mình làm luôn thưởng câu nào của chú Phương Quang được không? Dạ Phước rất là thích giọng của nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn cũng như nghệ sĩ Phương Quang. Vì Phước cũng có một cái duyên là cũng có được diễn với bác Phương Quang hai lần. Vậy hả? Ba lần luôn. Dạ. Ba lần luôn. Rồi. Bây giờ để Phước sẽ cố gắng
Phước cố gắng lên giọng cổ thử coi nó giống không, tại cái tiếng Phước bị khang. Có giống chú Phương Quang không? Rồi, thử Phước nha. Sẽ lên cái đoạn mà bác Phương Quang hát luôn. Rồi. Trong cái bài Xuân Đất Khách. 4 giây. Mỗi độ xuân sang tôi thấy lòng xe trời ơi. Nhớ làm sao hương vị của quê. Quá xuất sắc. Xứng đáng là nghệ sĩ thần tượng phải nói. Sao mà đa tài dữ vậy nè trời. Dạ, xin cảm ơn. Dạ cảm ơn. Trời ơi. Đây là một giọng hát gọi là bản năng của ông trời đã cho vậy rồi. Như quý vị đã thấy là Nguyễn Phước là một thí sinh khiếm thị, không biết Thanh Tuấn là ai, nhưng thần tượng qua giọng hát. Và anh ấy đã giống như là đem hết những cái gì mà tinh hoa của chú Thanh Tuấn để mà hôm nay thể hiện qua chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Ở đây sẵn đây tôi xin cảm ơn Đài Truyền hình Vĩnh Long cũng như là Sen Vàng, công ty Sen Vàng đã làm tất cả mọi cách để làm sao đưa những cái nhân vật mà tôi nghĩ rằng đây là những nhân vật mà nếu như không có chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng này chắc chắn rằng khán giả sẽ không hề biết được những người này có những cái tài năng như vậy. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn. Yeah, cảm ơn anh Kim Tư Long. Phước ơi, ở trong cái bài Chuyến Xe Tây Ninh này á, là của anh Nam Thanh Tuấn hát. Câu 1, câu 2 như anh Long nói đó là em ít giống là tại vì những cái câu ca xuống hò của anh Năm nè, rồi những cái dấu sắc của anh Năm em bỏ uổng quá vậy. Tới chừng về tới câu 6 bao nhiêu anh em gom lại hết trơn. Uổng quá. Không phải, tại vì hơi bữa nay yếu. Hơi bữa nay yếu cái tự nhiên em bị khớp. Em khớp, em không dám lên những cái trọng dám nhấn phải không? Dạ dạ dạ, em sợ nhấn mất hình ảnh của thần tượng của mình. Dạ. Nhưng mà tới thêm về điểm, câu 6 điểm. Cái tự nhiên là thấy bao nhiêu của anh Nam Thanh Tuấn là em bắt đầu em gom về đó. Phước quá, đa tài, xuất sắc, vỗ tay lên quý vị ơi. Dạ, con xin cảm ơn. Các bậc tiền bối của chúng ta ngày xưa nói là đến ngày hôm nay dù người đã khuất bóng đi rồi, hình ảnh và cái giọng ca, cái chất giọng vẫn còn ấn tượng đến ngày hôm nay. Và đã phát hiện ra những cái nhân vật coi bằng là những thí sinh gọi là mình không thể tưởng tượng được, khi mà đăng ký một cái giọng này mà lại có những cái tài khác nữa, một cái giọng chất giọng khác nữa, phải nói rằng là trân trọng và cảm ơn rất nhiều. Phước ơi, có... Phước ơi, dạ, cho dạ. Anh hỏi em nè, em đẹp trai quá trời, em có vợ chưa? Dạ, dạ thưa, kính thưa ban giám khảo, kính thưa anh Đại Nghĩa cũng như quý khán thính giả là Phước đã có vợ rồi. Dạ. Vậy hả, bữa nay có vợ có đi theo không? Dạ có, vợ lúc nào cũng đồng hành. Bà xã ơi. Bà xã ơi, dạ đây, bà xã à? Ngồi dưới kia coi nãy giờ. Hình như nãy dẫn ra phải không? À, nãy đây dẫn ra đó hả? Mời chị lên đây nha. Ô là trời ơi, xứng đôi vừa lứa. Chị đến với lại anh Phước là được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ cũng gần 10 năm rồi. Gần 10 năm. Và lúc trước mình đến anh là vì mình mến tài anh hay sao ạ? Chắc này là cái duyên quá à. Dạ. Tại vì khoái cái lương dữ lắm. Em á mê rồi. Cái lương. Khoái cái lương dữ lắm. Ca thấy được anh ca không? Hay quá. Chị ca được không? Ca được nhưng mà không có cái nhịp nào hết trơn á. Và trong suốt những năm vừa qua, anh Phước anh đi đâu thì mình đi theo đó, để mình dẫn đường cho anh đi. Dạ. Mình ngồi, mình hỗ trợ, rồi mình cổ vũ thêm cho anh luôn á hả? Dạ. Dạ. Đây giống như là ánh sáng của bạn Phước vậy đó. Là đôi mắt đó. Phước vừa mới nói là đôi mắt. Là đôi mắt của Phước. Là đôi mắt, là người dẫn đường để cho Phước có thể đi nhiều nơi, có thể biểu diễn, mang tiếng hát, lời ca đến cho tất cả quý vị khán giả. Nãy giờ mình ngồi dưới mình coi, cảm xúc mình sao? Có rưng rưng không? Thích lắm. Thương nhiều hơn nữa. Quá trời quá đất, tôi thấy cặp này tôi thấy thương quá trời. Hồi nãy hai người ở trển ta cụm đầu, giờ em với anh cụm đầu nè. Yeah. U là trời. Trời. Ta cụm chị chú đi. Ôi, cái đi. Được, cụm này đau đầu quá. Cụm này đau đầu quá. Tự nhiên chị Hằng cái thấy bị lẻ loi với cô độc chú là trời liền vậy đó. Nhưng mà chị thấy hạnh phúc của hai em, hạnh phúc là chị hạnh phúc lắm rồi. Em cảm ơn. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Dạ. Rồi bây giờ mình có thể mình đưa ông xã mình vào trong nha. Cảm ơn bạn. Thường quá, thấy chưa đó. Trời, em đi đâu là anh đi đó. Này, để tương lai hát hả bà? Trời ơi, nó hát hay lắm ông ơi. Nó hát mà được về bắt hai chỉ vàng cho nó chắc độ hát. Cố gắng nha con, cố gắng dạ, nha. Dạ, con cố gắng công diễn thật là tốt nha. Anh Phước ơi, anh Phước ơi. Trời ơi, Phước ơi. Bình tĩnh. Anh Phước ơi, anh cứu giùm em đợt này nè, chỉ có anh mới cứu em thôi. Cứu sao, nói. Trời ơi,
anh sờ đi. Anh sờ đi. Chà, ủa sao nay mặc gì mà lạ vậy? Em nói anh nghe. Nói. Em ao ước lâu lắm rồi. Em được diễn vai Lưu Bình. Lưu Bình? Đúng rồi. Mày được diễn vai Lưu Bình? Đúng rồi. Chúc mừng mày. Mày xạo, mày xạo. Mày xạo. Mày nghĩ sao à, kép chánh có đó rồi, mày đóng Lưu Bình, nói chuyện. Em kể cho anh nghe. Cái ông kép chánh của đoàn mình á, tới giờ diễn rồi mà bị kẹt phà bên bển kìa. Mà không qua kịp đâu. Cái bà trưởng đoàn á, bà cho em diễn vai Lưu Bình đêm nay nè. Chị mừng, nói gì nữa. Sao nhờ cứu giúp gì đây? Mà anh ơi, em không có biết hát. Hả? Anh biết hát. Rồi sao? Anh giúp em nha. Giúp làm sao? Bây giờ á, anh ở bên trong, anh đánh đàn. Anh hát. Em ở ngoài, em nhếch miệng. Nha. Giỡn mặt hả? Giúp em đợt này đi anh Phước ơi, anh làm giúp Phước cái gì. Tôi nói nghe nè. Hát nhép á, đứng lên sân khấu mà hát nhép là không có tôn trọng khán giả. Làm gì nặng lắm à. Thôi bây giờ ráng giúp em lần này thôi. Một lần này, một lần đầu cũng như lần cuối thôi. Nhanh, nhanh. Hát đi, sao lâu quá đó. Vậy trời. Hát đi, hát, hát đi. Khán giả tới rồi kìa anh ơi. Rồi, lâu quá. Mày phóng lên sân khấu đi. Phóng lên nha. Phóng lên sân khấu. Ban nhạc nổi lên. Dương lên. Tính lại để cưới nguồn thành giọt máu chảy tuần hoàn khắp huyết quản châu thân, làm cho đen ngọn tóc đỏ đầu chân, làm cho hơi thở điều hòa chân tay cử đồng, cho óc biết nghĩ suy, cho tim biết rung động, để nuôi sống từ tâm thân cho đến linh hồn. Thằng dễ mà hát hay quá bạn ha. Hay quá. Ta có thể xem mình chiêu rất kỹ như là ngữ ngàn, ta có thể ăn từ củ chuối để làm bữa cơm đạm bạc như những ngày thiếu áo thiếu cơm, ta có thể uống nước áo tù mà ngỡ rằng rượu đào bà không thấy bờ. Ôi tình bằng hữu, một bát cơm thiêu, một dĩa cà muối mặn. Trước thay đổi kinh bạc thu hoạch, ta bỗng tiếp dẫn quãng đời dĩ dàng. Khi hai ta còn là hai người hàng xì, cùng áo đưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vợ nghĩa tri âm tri kỷ. Tìm quý cô này giàu dỗn bằng mâm vàng chén ngọc, mỹ vị cao lương xanh cũng không bằng một độ rau heo. Một củ cô tâm thì giữ lễ ơi, ta trang lắm rồi giữ chi kỳ chi âm. Trời ơi nó mùi quá. Bằng hữu môn lễ nghĩa đường, các hào lớp sư giảng tạo để mã vàng tình bằng hữu tâm giao. Dương lễ ơi, lần đầu tiên người bạn nghèo thật chí ra nước mắt tựa mưa dầm. Không phải gì đôi lần mặc dầu đôi lần mà để khóc, ta khóc cho tình bằng hữu đang bị xây mồ tại cổng bằng hữu môn. Trước cửa dinh lễ nghĩa đường, mối tình này sẽ cho ta thành tình mạnh dùng như bác con kinh bạc đáng ta. Mày đập cái chén đó đi. Cái chén hả? Trời ơi, cái chén mày cầm trên tay đó mày đập đi. Cái chén đập uổng quá, để về nhà ăn. Trời ơi, đập chùm cái đi. Đập hả? Đập cái chén. Đập. Bằng hữu môn lễ nghĩa đường, ta vẫn biết. Chết rồi. Anh Phước ơi, cái gì? Thôi, bắt kìa em để gì? Trời ơi, anh Phước. Thôi giờ anh Phước ở lại đây nha. Em trốn trước nha. Em đi trước à. Bỏ đầu nhân, nhân đi trước. Chúng ta vừa thưởng thức phần hóa thân của Nguyễn Phước khi hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và phần trợ diễn của diễn viên Huỳnh Nhật. Nhật ơi, em là diễn viên cải lương luôn hay sao em? Dạ, em hát nhạc trẻ nhưng mà em yêu thích Hồ Quảng. À, nhưng mà tiếc quá bữa nay là đạo diễn dàn dựng cho mình nói vài câu thôi, còn lại là đứng nhép miệng không vậy đó. Dạ, không sao, lên sân khấu là em vui à. Nhưng mà đây là một cái phần xử lý và dàn dựng rất thông minh từ đạo diễn. Và cảm ơn Huỳnh Nhật đã hỗ trợ cho Nguyễn Phước trong tiết mục này nha. Một tràng pháo tay dành cho Huỳnh Nhật, cảm ơn em. Bây giờ thì mình ở đây và mình lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Bữa nay Phước phải công nhận là Phước ca giống anh Nam Thanh Tuấn dữ lắm. Giọng ca thì em vẫn giữ phong độ như ngày nào, tới bây giờ thì vẫn tốt. Ban giám khảo chắc cũng đang ngồi chờ, nếu như bạn ấy vào vòng trong thì sẽ có cái gì để coi nơi bạn Phước. Còn bây giờ thì bạn ấy chỉ thể hiện qua cái giọng ca của mình thôi, chứ không thể hiện được cái hình thể cũng như là cái diễn của chú Nam Thanh Tuấn được. Dạ. Nếu Phước mà có vào vòng trong ngồi ca hay là đứng ca không thể di chuyển nhiều thì trong cái ca của Phước á, Phước phải thể hiện là Phước đang diễn xuất chứ không phải là ca tài tử nữa nha. Dạ dạ. Đó, cái đó mới là ăn tiền đó, để cho người ta nhắm mắt lại người ta nghe, không phải là em đang ngồi ca tài tử hay là đang đứng ca, mà là em đang diễn trên sân khấu thì cần có phải có cái hồn sâu nè, phải có cái lực diễn xuất ở trong cái bài hát luôn. Hai cưng nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thành Mỹ. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. À, chị xúc động lắm Phước ơi. Dạ. Yeah. Trong ba câu giọng cổ em đã thể hiện, và cái cách xử lý ca của em phải nói rằng là em thần tượng vô cùng luôn, em mới làm được những điều đó. Mà rất tiếc rằng là hôm nay cái diễn thì lại không có được giống như là anh Nam Thanh Tuấn. Giọng ca là em đã giống rồi, còn bây giờ tới phần đi đứng để diễn xuất nữa. Hôm nay em đã rất là tuyệt vời trong mấy câu giọng cổ mà em ca trong cái vai Lưu Bình, giống lắm. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ.
Tôi nghĩ rằng Phước đã có một cái lợi thế là cái dòng âm của Phước á, khi mà nói cũng đã giống Thanh Tuấn rồi, chứ đừng nói chi ca. Anh Thanh Tuấn mỗi lần mà anh phát biểu rồi, theo anh thì Năm á, thì Năm rất là có ý nghĩa với em đó, em hãy cố gắng lên được chút xíu nữa nha. Thì cái hơi này nó đã có chắc là từ ở trong cái ruột rồi. Thành nữa là khi mà cất lên giọng ca là đã bắt ngay là tiếng của anh Nam Thành Tuấn rồi. Nhưng mà tôi tiếc một điều là phải chi mà cái bài này mà ca cái bài Quán Gấm Đầu Làng thì nó sẽ hay hơn. Ấn tượng của Thành Tuấn á là Quán Gấm Đầu Làng chứ không phải bài này. Bới Dương Lễ đó phải không? Bới Dương Lễ năm xưa. Nhưng còn là Huynh Là Đệ đó. Nhưng mà chị nghe trong cái độ trầm này nó cũng giống lắm đó Lâm không, ơi. Ý em nói là nó giống. Có nghĩa là em đã nói không đã giống rồi chứ đừng nói chi ca. Nhưng mà nếu mà để ca cái bài Quán Gấm Đầu Làng đó thì tuyệt vời luôn, ấn tượng hơn. Phước lại có lợi thế hơn các bạn khác á, là Phước biết đờn. Đang được. Vì vậy là cái nhịp của Phước vô cùng thoải mái. Nhưng cái nhịp đó chỉ là nhịp ca của đờn ca tài tử mà thôi. Nó chưa phải là cái nhịp của một nghệ sĩ thể hiện vai diễn. Kim Tử Long không biết là sau chương trình này nếu như Phước vào trong nữa thì anh Hữu Quốc sẽ làm cái gì cho Phước đây. Vì Phước không có diễn xuất được thì không lẽ là vào vòng trong lại ngồi đó đờn rồi ca sao? Cái này góp ý thôi. Nếu như Phước được vào vòng trong thì đề nghị Tô Thiên Kiều viết riêng một kịch bản cho Phước. Tôi Nguyễn Phước đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng bằng cả một trái tim của tôi dành cho thần tượng tôi là nghệ sĩ Thanh Tuấn. Có một kịch bản ngắn thôi, đó nó sẽ đẩy Phước lên trong cái tập tới. Còn nếu như cứ ngồi đó mà đờn, cứ ngồi đó mà ca như vậy thì Long nghĩ rằng nó làm khó cho đạo diễn Hữu Quốc. Dạ, nếu như chúng ta thấy rằng là anh Hữu Quốc thông minh khi mà đã dàn dựng tiết mục này cho bạn Phước ở vòng này thì biết đâu ở vòng sau sẽ còn những cái điều hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa. Tôi sẽ cho một vé. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều và một tràng vỗ tay dành cho Nguyễn Phước. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả về tàn, hoàn hôn đến đâu đây màu tím dần trong hồn ta, muốn không gian ngừng tan nếu đổi chân thời gian. Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài, trước khi phất kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Tiếng còi thép vang sẽ tan màn sương, chậm lại phút giây tàu ơi dối vàng chỉ mà chiến binh mang người tôi yêu về tận chốn xa nào. Chiều xuống lâu chưa mà gã nhỏ lên đèn, chắc trời cao cũng đau lòng giờ ly biệt nên ruột lạnh vào lòng yêu hát giọt mưa thôi. Gia nhỏ buồn nên gia nhỏ đều yêu, lòng tàu cũng quặn đau đến nghẹn ngào hơi mai. Thời gian ơi xin dừng lại nơi đây, cho buổi tiễn đưa này thêm vài giây phút nữa. Thank you.
rẽ được chúng mình mỗi đứa một nơi. Ga nhỏ chiều nay thưa thớt bóng người, đèn tiễn đưa ai mà lấp lòe mắt đỏ. Còi thét vang vang mà như ngừng tiếng thở, tiếng thét nào lòng giây phút tạ từ nhau. Dạ thưa cô, cô có phải là cô Loan không? Là cô đây, con là... Dạ, có người nhờ con trao cho cô bức thư này. Nhớ hay chăng người ơi, chúng xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương rắc lên muôn vàng quang hồng. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu qua đường dẫu xa xôi, những đường bao nhiêu nỗi tình chỉ chung đôi mà dời dời muôn trùng. Nằm dài mềm, người yêu ơi khóc đi lần sau vui, để anh vô dành chỉ một lần thôi, rồi mai này đôi ngả đôi nơi. Em có nhớ có thương cũng đừng buồn đừng khóc, không có anh ai lao dòng nước đi mắt. Bao nỗi xót xa xin chúc cạn phút giây này. Tàu lăn bánh chuyện mình rời gã nhỏ điều lạnh, một mình em tôi đùi nhìn con tàu lao mình vội vã, mang theo mấy chuyến to đầy nắng khổ đau. Khôi xuống đầy xóa hình anh thân yêu, ngược bước tìm anh trong màn mưa vắng lạnh. Tàu khuất xa rồi mà em còn lặng cả hoàng hôn lâm vất đã lâu rồi. Trước khi cha con mất, cha con đã trao lại cho con những kỷ vật này, bảo tìm về sân ga cũ để trao lại cho cô. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối vương theo mồ bông người. Ôi chuyến tàu mà tôi đem đời ngày mong, đã về lại đây trong hoàng hôn đầy kỷ niệm. Sân ga chung thủy đợi chờ, như tình năm cũ không bao giờ phôi phai.
Quá nhiều cảm xúc thưa quý vị, ngồi coi mà lặng người luôn. Với tiết mục Chuyến tàu hoàng hôn, hai thí sinh Cẩm Loan và Trọng Nhân, không biết rằng các vị giám khảo có những lời nhận xét như thế nào ạ? Cái dòng trước thì để chỉ giới thiệu thôi, nghe qua thì thoang thoáng, người ta chỉ biết là giống chị Cẩm Tiên thôi. Nhưng mà khi vào trong cái bài Tân Cổ Giao Duyên này rồi thì em lại càng giống nhiều hơn nữa. Đó mới chính là một cái sự bí ẩn của chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Và dòng sau nữa sẽ mang đến cho khán giả những gì đây, những gì đây. Chị rất là cảm ơn em và trân trọng em rất là nhiều, Cẩm Loan. Dạ, em cảm ơn chị. Còn Trọng Nhân thì đậm chất nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ca càng lúc càng giống anh Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quá giống luôn. Rất là ngọt ngào, nhất là cái câu 2 ha. Rồi với lại cái câu 5 mà con xuống xề đó. Trời ơi, nó quá đã mà quá giống, giống 100% luôn á. Giống từng cái chữ, rồi cái cô nhìn cái gương mặt của con, cái miệng con ca đó, ngước cổ lên đó, giống dễ sợ luôn đó, làm cho cô rất là cảm động luôn. Nghe nghe Nhân hát tới chữ có đó, chữ có là nhớ anh Năm, hình như đó anh Năm gì đó. Dạ Nhân ơi, Nhân, con hát lại đúng cái câu mà có cái chữ có được không chữ con? Chữ có đó đó con. Dời dời muôn trùng. Rồi, cái này giống nha, một cái giống nha. Rồi, tiếp con, tiếp nữa. Mưa thu rơi rơi ướt đầm vai mềm, người yêu ơi khóc đi lần sau cuối, để anh dỗ dành chỉ một lần thôi. Nữa, tiếp con, tiếp nữa, còn nữa. Rồi mai này mỗi ngã mỗi nơi, em có nhớ có thương cũng đừng buồn đừng khóc, không có anh. Đó, dòng nước đi mắt bao nỗi xót xa, xin chúc cảm phúc giây này. Quá giống luôn, vỗ tay quý vị ơi. Dạ hay quá. Cho chú Nghĩa hỏi thăm con cái là khi mà con hát là mình cố tình để mình hát giống với thần tượng của mình là chú Vũ Linh, thì cái chữ có mà nãy giờ giám khảo khen quá trời khen, là con có bắt được cái điểm đặc biệt đó từ chú Vũ Linh không, hay là bởi vì cái nốt có nó cao quá mình phải ngước cái mặt mình lên? Dạ cái đó con cũng nghe ông Năm để con học theo. À con gọi là ông Năm hả? Dạ. Con có cơ hội gặp ông Năm bên ngoài không? Dạ cũng gặp được vài lần. Vài lần. À rồi con có hỏi ông Năm về cái cách hát của ông Năm như thế nào không? Con run quá con không có dám hỏi. Không có dám hỏi. Dạ. Nhưng mà Đại Nghĩa ơi, trong câu giọng cổ đó ba chữ có, ba dạ. chữ có mà ca ba chữ có khác nhau. Ba khuôn đều có mà con xử lý rất là khéo léo. Dạ, cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời nghệ sĩ Kim Tư Long ạ. Cô Mỹ với cô Hằng nói con ca 100%, chỗ giống như 100% thì chú chưa đồng ý, chú chưa đồng ý. Vì vậy cho nên là con phải cần chị học hỏi hơn. Ở đây chị Mỹ chị nhận xét rằng là Trọng Nhân có những cái luyến lấy rất là giống anh Vũ Linh thôi. Chứ gần đâu giống, phải không là, thể nào là bên cạnh không thể nào là mình nó không cạnh được. Thấy đó là Trọng Nhân không có bỏ quên cái của Trọng Nhân mà. Biết nhưng mà mình không thể nào mình nói người ta giống 100%. Em đâu có nói 100% đâu. Giống cái này 100% đó. Dạ, 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 không phải dạ, có nói đâu. Review lại. Quá giống, giống 100% luôn á. 100% luôn á. Đúng rồi, cái chữ có nãy là giống 100%. Chưa bao và giờ. Cái, mà bây giờ nè, cái dáng dấp con đang đứng trên sân khấu nè con cũng có giống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa. Con xin lỗi, phải không quý vị? Đó, thấy dạ, chưa? Dạ, dạ. Thấy chưa? Dạ, xin gia đình mình bớt xào xáo, gia đình mình bình tĩnh. Gia đình, trời ơi, con hạnh phúc quá, con có hai bà dì bên giờ con bất chấp. Chưa kể hai bà dì rủ thêm mấy bà hàng xóm bên đây nữa. Hai bà dì nói không lại ông chú kia. Cái bà dì kêu gọi thêm phe cánh của Trọng mình. Trọng Nhân, chú muốn hỏi con một câu thôi. Một câu và con phải trả lời thật tâm của con. Nha. Con có cảm thấy rằng con cài giống Vũ Linh 100% chưa? Dạ, dạ chưa. Vậy là được rồi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi vậy làm sao cháu nó dám nói. Bây giờ cô Mỹ nói nghe nè, con đừng có buồn. Những cái đó là những cái hành trang. Dạ không có. Những cái hành trang rất là quý báu cho các con để tiếp tục đi theo nghề nha con nha. Cẩm Loan, em ca những dấu sắc rất là tốt. Dạ, hãy giữ cái đó. Cái quan trọng hơn nữa là nhịp nhàng của em chưa có được tốt lắm nha. Phải cái người ca hay chưa phải là giọng tốt mà phải có nhịp. Nhịp phải quăng bắt và làm sao ca người ta nghe nó có hồn trong đó. Mà muốn có hồn là nhịp phải cứng, phải tốt thì mới có hồn ở trong bài đó. Anh thì nghĩ rằng nếu mà nghệ sĩ thần tượng thì đối với Cẩm Tiên là em đã giống được khoảng 80% rồi đó.
ha. Mà mới từ cái vòng trước qua vòng 2 là mình đã thấy chị Loan sáng hơn chút rồi. Công nhận không ạ? Vậy thì đến với vòng 3, chúng ta có quyền hy vọng chị Cẩm Loan, Trọng Nhân cũng như là các thí sinh còn lại của chúng ta sẽ càng tỏa sáng hơn nữa trong phần thi của mình. Một lần nữa cảm ơn hai thí sinh Cẩm Loan và Trọng Nhân cũng như là cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi của hai thí sinh Thái Điền và Hoàng Phước. Hai bạn sẽ thể hiện lại một trích đoạn trong vở cải lương nổi tiếng một thời, Tìm Lại Cuộc Đời. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Hồn đau khổ đừng nói xa nhau cho buốt lạnh con tim thương nhớ trào dần trên đôi mắt rưng sâu. Em vẫn hằng mong đừng gian nhớ nghiệp cầu, đôi khi muốn quên mà tao thấy nhớ, muốn tan mà dạ thấy nao nao. Cả cuộc tình mình trao nhọn cho nhau, từng câu nói thiết tha, từng tia mắt đậm đà. Bây giờ anh nói tiếng chia tay, anh hy sinh tình yêu cho em trọn đời hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của em là tình yêu anh đó. Nếu tan rồi em biết sống làm sao? Sao lưng hãy bằng lòng làm chủ soái phu nhân. Nếu nàng đến với Hà Mẫn Đạt, nàng sẽ được hạnh phúc. Ơi bà chúa núi rừng ơi, người con yêu thương nhất lại có thể thốt lên những lời khiếp sợ như con được hay sao? Đừng gọi tên ta, ta khiếp sợ mi như một loài thú dữ. Từ đây ta cách nhau rồi, đừng gọi tên nhau kia tha bồi hồi. Đừng ôi buồn sao,
đôi đứa cùng nói ngàn lời thương. Nhời ta thưa quý vị, đó là phần dự thi của thí sinh Nhật Anh Dương. Sao rồi, bây giờ cảm giác sao? Con em run quá trời ơi, không biết nói gì luôn. Trời ơi, bây giờ nói cũng giống nữa. Trời ơi, sao cái giọng đây? Của bác cười cũng giống. Vậy thì bây giờ mình nghe ý kiến từ giám khảo nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Biết nói gì đây giờ? Khi mà anh Dương ra đó là
đi hoàng tử, hoàng tử hãy nín đi. Người khóc cho mình xa mẹ lìa cha, hay khóc cho thế sự vì danh lời đua chen chen giết. Nín đi hoàng tử, hoàng tử hãy nín đi. Chết rồi người khác sửa có phải không? Sửa đâu cho người bú bây giờ, chung quanh đây chỉ là núi rừng và dã thú non xanh, không có nhà cửa lương dân, làm sao lân bồng người đi bú thêm. Phải rồi, hay là tôi sẽ cắn tay lấy máu thay giọt sữa ngon, để đông cung đỡ già nó lòng, hầu vượt qua dòng đêm thỏa vương gian. Hãy bú cho nó giấc dài ngủ yên, tôi sẽ đưa hoàng tử đến sang hậu thành, nơi long đàm hổ nguyệt, nơi sẽ phất cờ đại nghĩa từ gian. Rừng cây chớm chở núi đá chập trùng, lao sậy phủ đầu biết lối nào đi. Bơ đồng kim lâm, bơ đồng kim lâm hiền hương. Ai, ai vừa gọi ta tiếng nói thân quen? Ai để lạc hương linh ta đây hiền hương? Hương linh ta, phải rồi, tiếng bằng hữu thăm giao, hương linh ta kia rồi hiền hữu. Lẫn ngỡ rằng ta chẳng gặp nhau, chung lối bước tìm về sang hầu. Hương hiền đệ, để bỏ huynh đi sao? Đồng huynh, để phá dọc dây chẳng được ngăn bước giặc, để xa cơ dưới tay ngũ tương tạo đình coi. Tương đông cung tuổi nhỏ chịu gian lao, nương cho mây trở về hồn đưa hiền hữu, tiếp nối đoạn đường dài cứu chúa. Khương hiền đệ, Khương hiền đệ. Tình lìa phân, lòng cao dân niềm sầu đau, thù quân gian hơn giả mang, nghĩa kim bằng ly cách xe chia, âm dương nghìn thu vinh viên, hết cùng trùng cùng tình biệt quân thần. Cho sáng dần trăng cao ngất, đặt vững niềm tin ngày mai chiến thắng, tô điểm non sông rực rỡ huy hoàng. Như tác đổ xuôi tuôn tràn ngập dân cao nghĩa khí,
để một ngày tự tay ta phá tan loài hưng bào, giữ trọn lời thề bằng hữu chi giao, trọn nghĩa nước tình dân, dạng giữ trung thần chi đạo, cho hương hồn anh nở nụ cười nơi chính xuôi, cho giọt máu quân dương về nơi gác phường lầu vàng. Đồng quân Khương Hiền Đệ, đồng quân đêm trường theo đường trường xa, anh lung linh bóng đêm soi đường rừng núi bao trùm sương lam đầy giá băng, dù nát tâm thần em đưa đường anh vì toàn dân ta chung đường tìm lối tương lai. Thế là hết tương phùng tri kỷ, treo ưu phiền nhân thế góc biệt ly, ôi hết còn quang lạc buổi sinh kỳ, không muốn chén ly môi mà lệ đắng cay tay men sầu nào được. Lời để khắc ghi xin anh bền chặt kiên gan bền chí cương quê hương, nơi chốn cửu tuyền vẫn giờ hồn ma vẫn quê chờ theo đường lối sang nhà. Lời ký thác hôm nay ta nguyện ghi khắc trong tâm, vì thành sang hậu một ngày đền trả hận. Sao mai ló vàng chân trời, hương hồn theo gió em về hương vô. Khương Hiền Đệ, kia ánh dương đà hé dạng, đã mau cốc tóc lên đường, đưa ấu chúa trở về thành sang hậu. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn vở Sang Hậu với phần thể hiện của thí sinh Trọng Nhân và người trợ diễn Tô Tiểu Long. Xin mời Tô Tiểu Long quay trở lại sân khấu nha. Trước tiên muốn hỏi thăm Trọng Nhân nè, sao chọn cái vai khó quá vậy? Tại vì cái vai này bây giờ vừa phải ca, vừa phải diễn mà vừa phải vũ đạo như vậy nữa. Vì sao con lại quyết định chọn vai này? Dạ thì con thấy được một cái trích đoạn có ý nghĩa, với lại con cũng mê ông Năm hát vai này nữa. À, coi như là mình chấp nhận thử thách đúng không? Dạ. À, còn với Tô Tiểu Long thì sao, khi mà tập trích đoạn này với Trọng Nhân thì em cảm thấy thế nào với bạn ấy? Lần đầu tiên thì khi mà Trọng Nhân có lời mời chú Long ơi hát cái Khương Linh Tá phụ con nha, thì nhắc tới đường Sang Hậu thì Long cũng rất mê nên lập tức nhận lời ngay. Một tràng pháo tay dành cho Tô Tiểu Long với phần trợ diễn vừa rồi. Cảm ơn Long. Và bây giờ mời ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Em xin mời anh Kim Tiểu Long. Những người nghệ sĩ ngày xưa, ví dụ như là ông Vũ Linh nè, chú Trường Sơn nè, ông Thanh Tòng nè, những người đó đã luyện vũ đạo từ tấm bé. Vì vậy cho nên là cái sức lực của họ đó, khi mà họ bước lên sân khấu đó, họ vũ đạo cỡ nào, họ ca giọng cổ nó vẫn y chang, tại vì họ đã luyện từ bé. Còn con á, con là một cái người đam mê cải lương và con đi theo thôi, con không học trường lớp nào cả, mà con múa và con hát như vậy là quá xuất sắc rồi. Nhưng mà chú chỉ dặn con một điều, nếu như có đi vào vòng trong nữa, tiết chế lại, bớt múa lại, và nếu có múa, dành ra phần sau. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Kim Tuyên Long. Tiếp theo xin mời giám khảo Thanh Hằng. Đối với cô thì Trọng Nhân của cô rất là, nói là sáng sân khấu, bộ tịch cũng rất là đẹp, tốt lắm con. Và con phải cố gắng nhiều hơn nữa theo những lời của chú Long đã dặn. Con nhớ kỹ vào đó để mà con tiếp tục bước vào vòng trong nữa. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Hằng. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Tuy rằng là cái giọng ca của con á, trời không cho giống chú Năm Vũ Linh, nhưng mà con biết khôn, con biết xử lý khéo, là con lấy những cái chữ mà ăn tiền của chú Vũ Linh con đem vô đây.
con lấy được những cái tinh túy của cậu Năm trong cái trích đoạn này chỉ cần vài chỗ thôi là đã đủ ăn tiền rồi. Tất cả những cái gì tinh túy của chú Năm Vũ Linh thì mình nên học hỏi để mình trao luyện, để cộng với cái bản thân của mình nữa, để mình phát triển trên con đường làm nghệ thuật của mình nha con nha. Dạ, cảm ơn cô Mỹ. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Nghĩa. Sáng mai này ta trở lại Giang Nam, đường bụi cuốn mịt mờ chân diễn sương, gói hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi khi đêm cũng mù xa, bao xuyên ơi đêm nay giữa cánh trường cô liêu, ta gối đầu trên đá thiền giấc mơ, đắm hồn vào mộng liêu trai để yêu em được trọn lòng, không ngăn cách bởi biên. Đêm này và ngàn đêm nữa đi à, em vẫn yêu một mình anh. Tình chia lìa dù hai phương cách xa, ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa, thà xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bảo xuyên nói định mạng sao phủ phàng ngang trái, xui chúng mình phải đôi ngã chi xa. Lát nữa đây chúng mình ngăn cách rượu đắng tình tóc biệt một lần thôi. Men sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngắn đôi. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo khải thai tiếng lòng giống mà. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo giống gì mà giống dữ vậy trời. Khải thai tiếng lòng, lòng dễ sợ. Thủy Cúc. Thế tử, thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ sao than nhớ, mong cùng tin tưởng chúc công ba ngày đêm khó nhọc. Khi thấy đỉnh triều dâng thấp thoáng trong mây, thì thế tử ơi, thiếp đã mừng muôn. Vì biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bà Tâm Đông. Và thiếp sẽ tự tay rót hầu thế tử mấy tuần trà, sẽ nhìn thấy tử cạn chén này rồi chén nữa như
càng vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng uống vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, trách buổi thương hồi sau thời gian qua rồi. Lòng tiễn thiếp là như vậy đó, thấy tự rõ hơn ai sao còn nỡ là những chuyện của những năm trước, hay ít ra là của 6 tháng trước. Bây giờ thì làm sao ta hiểu được? 6 tháng trước hay bây giờ và mãi mãi về sau cùng không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải thiết yêu thế tử vì ngôi cao lộc cả, mà ơn của Chúa Công là ơn tái tạo. Còn tình của thế tử là tình hẹn của 100 năm. Vậy để cho chàng yên vui với thề kinh tiếp, thề không bước ra khỏi cửa khuê phòng, sẽ mặc tình mạnh kéo trước rủ mặc tình phương hạ. Lòng đã dựng như cây tùng cây ba, thì có ta gì mưa rơi lá rụng, có ta gì mưa nắng chỗ lầm cung. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại hai trích đoạn rất nổi tiếng trong cái vở Đêm Lành Chùa Hoang và Đường Gươm Nguyên Bá, với phần thể hiện của hai thí sinh Hoàng Nhân cùng với anh Dương. Sau khi mình thể hiện xong cái phần thi này, mình cảm giác như thế nào Hoàng Nhân? Dạ, nó cũng tự tin được chút xíu. Dạ, bớt rung. Rồi với anh Dương thì sao? Thấy diễn say mê đắm đuối luôn. Cái này là chưa có phục trang, chưa có hóa trang, chưa gì hết trơn mà còn cỡ đó. Nếu như mà em đi sâu vào những vòng trong, khi mà mình đến với cái vòng mà gọi là nhân vật á, thì lúc đó là mình có sự hóa trang luôn, thì chắc là lúc đó mình còn sướng hơn nữa đó, đúng không? Dạ thương, chương trình cho đi tới đâu con đi tới đó. Đáng yêu quá. Dạ xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Mời chị Thanh Hằng. Ngồi ở dưới này nghe nó cũng sướng gì đâu luôn. Phải nói là khi mà nhắm mắt lại để mà lắng tai nghe. Chợ có hồi nhớ một người chị mới đây có mấy tháng thôi mà đã xa nhau rồi, mà ai cũng bảo là giọng ca vàng không có bao giờ, không có ai mà thay thế được hết. Và em có biết rằng là cái mệnh danh của chị Thanh Kim Huệ đó được khán giả cho chị Thanh Kim Huệ là gì không em? Dạ con biết, thưa cô, đó là búp bê sàn gỗ. Giọng ca, một cái giọng ca kim mà là gọi là kim vàng luôn. Tuyệt vời lắm. Như anh Kim Tử Long có nhắc nhở Dương đó là chị Huệ chỉ ca như không ca. Chị ca như không ca, chị ca đâu ở trong cái cổ họng chị thoát ra thôi, chứ chị không có hạ cái miệng ra thật là lớn luôn nữa đó. Cho nên là rất là nhẹ, ráng cố gắng kiềm chế lại cái đó chút xíu. Dạ, ha. Dạ, con cảm ơn cô. Nhân thì khi đến đây thì chị rất là trân trọng, trân quý. Nhân đã có một cái thần tượng, một người nghệ sĩ mà phải nói rằng là được cái mệnh danh gọi là ông hoàng cải lương. Một ông hoàng cải lương đâu phải đơn giản đâu Nhân, thấy không? Cho nên rằng là khi mà mình thần tượng một người đó thì mình phải tôn trọng và mình kính trọng rất là nhiều những cái gì mà đặc điểm của người đó. Có một người nghệ sĩ thần tượng để mình đem hết tất cả những cái gì mà mình yêu thật là yêu, thương thật là thương, mến thật là mến, để mình đem lên sân khấu, mình đưa cho khán giả nghe. Dạ, cảm ơn giám khảo Tinh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Nhân ơi, dạ. Thật sự mà nói đó là em ca cái âm của em á và cái chất giọng của em có giống Minh Dương đó, những cái mà xét xét nhẹ nhẹ nè, những cái mà đưa hơi lên mũi nè là giống Minh Dương đó, nhưng mà cái giống đó nó chưa có đạt được
cái đỉnh là mình nghe cái là mình thích liền. Bữa nay là em ca em cứ canh nhịp nè, rồi em sợ em không thoát được cái tâm lý của em, cho nên là nó bớt giống đi, mặc dù rằng em có cái âm giống ha, anh nói cái âm thôi. Còn Ánh Dương thì anh rất là ngưỡng mộ em, thật sự em là một hiện tượng mới. Hiện thời bây giờ, hồi nãy đã nói em ca giống chị Thanh Huệ được khoảng 8-9 rồi. Được 8-9 rồi đó. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Những lời góp ý chân tình của anh Long và chị Thanh Hằng gửi đến hai bạn, chị Mỹ nghĩ cũng rất là đầy đủ rồi. Và hồi nãy đó, thì lúc mà chị Mỹ nghe Nhân hát mà muốn quên quên thì cứ nghe loáng thoáng hình như là Đại Nghĩa ngồi dưới nhắc. Cho nên là chắc là Đại Nghĩa cũng phải là nghe cải lương nhiều lắm rồi phải không? Dạ đúng, em là một fan ruột của cải lương rồi, chị. Fan ruột cải lương thì giờ phải hát một câu giọng cổ được luôn. Đại Nghĩa là fan của cải lương đúng không? Vậy có thần tượng ai không? Dạ có chứ, trời ơi em. Cái người mà Đại Nghĩa thần tượng là ai? Em thần tượng cũng nhiều lắm nha, tại vì thế hệ cải lương mà các cô chú ngày xưa đó rất là nhiều người hay. Ví dụ như em thần tượng cô Thanh Nga nè. Đó, rồi em thần tượng chú Thanh Sang nè, rồi chú Thành Được nè, rồi Máu Bịch Lan nè. Đó, em nghe rất sao là nhiều. Sao em thần tượng toàn không có thấy đồng thần, không thấy thần tượng dòng họ Minh vậy? Minh hả? Dòng tại họ Minh, giọng Minh Cảnh, Minh Cảnh có anh ơi, à. Em rất là mê giọng hát của chú Minh Cảnh trong cái tuồng Đêm Lạnh Chùa Quang rồi nè. Như đó cái câu mà mưa lá bay lá rồi, hát liền, hát liền đầy sân giang. Yeah. Thương nhớ có về đâu cho lòng thêm buồn dương xót xa đó. Trăng đã lặn trốn xa. Giọng cổ em vô cái câu giọng cổ nãy em mới nhắc Nhân á. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không đậm đà tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sầu. Dạ nói chung em là một fan ruột của cải lương, thật sự là như vậy. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình nha. Mời các bạn vào trong. Nói lên là nghe giống rồi đó. Bệ hạ ơi, sen sao hồ sen khô hồ càng, còn lũ xa đào lũ ngã đào nghiêng. Bệ hạ nở nào rẽ thủy chia quyền, nàng đã từ chối đi ngọc son, xin bệ hạ đừng dùng quyền quy để bắt buộc người ân phụng. Nàng đã từng mơ ước ở cung vàng, nhưng người ta chỉ bằng lòng làm vợ của hoàng. Giỡn tay không tới, muốn cất tiếng kêu ai cho thâu thời thiên đình. Cao xanh ơi, sao ông nợ vô tình, trên chính tầng cao ông có đồng lòng thương xót cho mối tình. Bao ngày bao tháng bồng trôi
không nói được thật câu. Dách nào ngăn mà chẳng được kề đôi, tường nào chẳng lối cho tình ta chia hai ngả. Tâm sự của bà nói lòng của ông. Nó giống như tâm sự chắc chua buồn, kẻ chịu nhiều chua chắc bởi tình. Tình gì bán ra chớ nào mong được thu hồi. Ai ai có tình yêu cho tôi xin một ít, cho tôi ân tình này được càng đai từ lâu. Ông này nè, ông có tình yêu nhiều lắm nè, ông ban cho tôi tình phụ tử. Ông dạy cho tôi làm vua giả đọt ngay vàng, càng trí mặt mày để đông lớp hề điên. Dạ ghê không? Dễ thương không? Trời ơi! Trời ơi! Tôi đang tỉnh hay mê, đang điên loạn vì tình yêu đã mất. Địa vị cao sang cung vàng giá ngọc, không sưởi ấm được lòng đang kêu đang tư. Tôi chỉ là đứa con rừng núi An Giả Sơn và trở dại quê hương yêu thương. Chẳng muốn ở đây để tranh giành chiến đoạt, địa vị cao sang hay ngồi báo vương hoàng. Trở lại quê hương không phiền lì bao giờ, sông thanh thản cỏ cây khoe lăng. Sáng sẵn băng tôi về nhóm lửa, bên mẹ hiền mà lòng già thắng ngày. Không, tôi không muốn làm vua. Tôi không muốn làm vua. Hãy trả ai xa lại cho tôi. Trả ai xa lại cho tôi. Mời Khang xuống đây Khang ơi. Nếu như mà nhớ không lầm thì khi mà Nghĩa nghe cái vở này mà nghe bản audio đó, thì chú Minh Phụng là cái người đóng cái vai Thế Tử, còn cái vai đóng Ali Khang là chú Tấn Tài. Tấn Tài. Dạ. Nhưng mà cái bản mà chú Minh Phụng quay trên YouTube thì lại là chú Minh Phụng đóng vai Ali Khang đúng không? Dạ phải. Và chú Minh Phụng là cũng tạo hình là một bên mắt che lại vậy đó hả? Dạ phải. Có mắt với lại có thẹo. À. Nhưng mà chú Minh Phụng đẹp 10, em không được một đứa, không được một đứa. Không được một đứa. Thành ra là nó hơi... Không sao đâu, tại vì mình che cái mắt che hết nửa mặt rồi ai cũng như ai hết trơn á. Dạ, xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Nếu mà cho chị được phép á, đợt chọn là chị cũng chọn hết luôn vô á. Thấy thương quá. Cảm ơn chị. Cái tinh thần của các em, cái giọng của em, trời cũng đã ban cho em có một cái giọng giống anh Năm Minh Phụng. Giống lắm. Nhưng mà chắc có lẽ gì cái nhịp nó làm cho em phải ảnh hưởng đến cái sự mà cố gắng để làm cho giống cái người mà nghệ sĩ em thần tượng. Cho nên là có những lúc coi như là đầu thì kia vô nghe giống lắm, nhưng mà từ từ bắt đầu em lệch đi, từ từ nó bớt giống lại đi. Chị cũng rất là thông cảm cho em và cũng chúc mừng em đã đến cùng với nghệ sĩ thần tượng. Cảm ơn em. Cảm ơn. Khen cái tinh thần của em, ca vẫn giữ phong độ giống chú Minh Phụng. Nhưng mà khi mà diễn đó thì... chị Mỹ rất là thông cảm, không biết tay chân không biết để đâu. Có nhiều khi cái tay vừa diễn nhịp cái chân luôn, cái kịch vậy nữa. Thấy rất là thương luôn, thương cái tinh thần của em đó. Quý vị khán giả ở đây thấy Quang hát có hay không ạ? Đó là điểm cộng cho em. Giọng ca của em hôm nay vẫn rang sang sảng. Nhưng anh chỉ tiếc có một điều. Phải chi mà em chọn những trích đoạn nằm ở trong lòng ấn tượng của khán giả rồi. Ví dụ như trong vở là
kiếp nào có yêu nhau nè, người tình trên chiến trận xin một lần yêu nhau nè, người khu trên địa cứu là nhiều lắm. Thì nó có những cái bài ấn tượng của anh mà em đã từng hát rồi đó, thì hôm nay em sẽ bộc phá vô cùng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn Kim Tử Long. À thương đại dương à cương đại dương, cửa hồ mơ nhôm thiên thai, thêm cung quan tương ngộ hằng ngà, gia pha tuy trắng đẹp sao dọc dáng đồng ngà, càng đẹp quá xinh đẹp cửa trắng tầm. A Khương đại dương, nàng hãy nhìn xem. Ồ, một con chim bé nhỏ, mắt long lanh trong suốt dễ thương. Đại dương, đại dương tặng nó cho thiếp nha đại dương. Tặng cho nàng à? Dạ. Con chim bé nhỏ này có đôi mắt rất dễ thương, nhưng nó có cái tên thật là thương cảm. Nó tên là gì vậy đại dương? Nó tên là xin đừng quên tôi. Xin đừng quên tôi, cái tên dễ mà ngộ vậy. Phải, xin đừng quên tôi đang hướng tâm tình về một nàng con gái. Kẻ ở đầu sóng người tương gian cuối, nhờ sự rủi dung của dài ngân hà, tôi hồn cùng qua cuộc đời ta có nhau. Tây thi ơi nàng, hãy xem trăng vàng soi tim yêu rực sáng. Về bên ngô hoàng giữa nơi cung vàng, vui say cánh tàn nguyện ương liền cánh, mai đào liền cánh, trọn đời không ta nhìn thêm ngất ngây. Xây bao lông đài, đuổi bao diêu thành, ngô dương không từ chối. Ông tới
mãi mãi yêu dài lâu. Đại Vương ơi, tuyết phủ sương rơi, thiếp nghe hơi lạnh. Vậy ta sẽ mặc hoàng bào cho A Cương. Đội ơn Đại Vương. Trời đêm giá lạnh, hàng y trăm trao ai cạnh hoàng âm trong vòng tay. Đời ta có nàng, dù cho bao tháng năm chiến trình, dùng mã thương ngày đêm trận tiền, trải bao gian khổ nguy nạn. Mơ thì kiếm thiếp dân rượu đào, nhẹ nhàng lòng sung ân thế Á Cương, thủy chung trọn kiếp muôn đời. Ai khách mượn ta vui trọn ước mơ. Trời đêm giá lạnh, vòng tay mơ trong sưởi cho hồn ấm trong mùa đông. Kề bên cô hương lòng bớt lạnh lùng, thiếp như mơ giấc chim bao. Hay hà hay nha, trăm những bước ai khách vào đời, tiếng trầm bóng tinh tan tan tình. Đêm nay được quân ca chợt vui hơn, khắp nơi ánh sáng trang hoa, có đôi hương trao tình đắm say. Đêm nay đường quốc ca chợt vui hơn, khắp nơi ánh sáng trang hoa, có đôi quyền hương trao tình đắm say. A Cương Đại Vương. Dạ cấp báo, cấp báo. Chuyện gì? Dạ, ta hỏi chuyện gì? Dạ, dạ muôn tâu, Cụ Tướng Quốc đã tự sát rồi. Tôn Hùng
Dương Tôn Lạc thế nào và đã tử trận rồi. Lời tướng quốc đoán không sai. Hải tử thủ thành môn để ta lên được từ quân phản quốc. Đại vương, đại vương. Bên phù sai mãi mãi.
ngồi dưới coi cảm thấy hay quá. Và rất là hay, rất là xúc động với cái phần trình diễn vừa rồi. Mặc dù chỉ có hai nghệ sĩ trên sân khấu thôi, hai bạn đã có một cái phần trình diễn rất là tuyệt vời. Trước tiên là cảm ơn Bảo Ngọc nha. Cảm ơn Bảo Ngọc đã đến với chương trình và hỗ trợ cho Trọng Nhân. Khi mà xem tiết mục này thì Đại Nghĩa thấy rằng là ban giám khảo cũng rất là xúc động. Dạ, xin được hỏi cảm xúc của chị Thoại Mỹ như thế nào ạ? Cô Mỹ khen con là con nhỏ tuổi nhất trong chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này mà con dám thể hiện một cái vai rất nặng ký của cậu Năm Vũ Linh. Cái vai này đó cậu Năm đã để lại trong lòng khán giả rất là sâu đậm. Con ca đó thì con chưa có cái âm giống cậu Năm nhiều, nhưng mà con xử lý chữ đó có nhiều chữ là giống cậu Năm. Dạ. Và con diễn cái thần thái đó thì cô Mỹ thấy con có nhìn quan sát kỹ cậu Năm, cho nên con bắt chước những cái thần thái, những cái chữ giống như là câu xuống giọng cổ, là cái rung và cái chữ ngân á giống cậu Năm lắm. Tuy là hôm nay con xử lý những cái chữ đó nó gần giống thôi chứ nó chưa tuyệt đối giống, nhưng mà cô Mỹ khen con cái thần thái và cái sắc vóc của con để con thể hiện cái vai này. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có thể cố gắng dùng những cái chữ, những cái luyến lấy để giống ông Năm, tại vì con thần tượng ông Năm Vũ Linh mà, đúng không? Dạ. Nhưng con cái rằng là cái âm giọng của con cũng như cô Thoại Mỹ nói vẫn là của Trọng Nhân. Con có đặc biệt cái riêng của Trọng Nhân. Cái vai diễn này bây giờ nó đã là Trọng Nhân, cô cảm thấy rằng là đây là con phải dành riêng cho con, để cho con có một cái sắc thái riêng của con. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đó là những chia sẻ từ giám khảo Thanh Hằng. Xin mời anh Kim Tử Long ạ. Chú khen con là con diễn vai này đối với con trong mắt của chú quá xuất sắc. Con cảm ơn chú. Nhưng để nói rằng con giống ông Năm hay không á, thì bây giờ chú mới phân tích cho con nghe. Trong cái vai diễn này chỉ có một mình ông Năm Vũ Linh mới thể hiện được cái thần thái của Ngô Phù Sai. Giọng con thì nó có cái sự vang, giọng mũi của con nhiều hơn giọng của ông Năm. Tại vì con mới 17 tuổi à, hồi nữa là con chưa có đủ cái kinh nghiệm dày dạn để con có thể thoại khi mà con ca những bài bản mà ông Năm đã ca. Chú góp ý để con lấy cái đó làm kinh nghiệm. Dạ. Để sau này khi con lên sân khấu con hát những cái vai nó hùng tráng như vậy và nó có một cái oai phong như vậy thì không thể nào con nói bằng cái âm nó được. Con để ý ông Năm đó. Phạm lỗi! Nếu xa trừ, ta là người chiến bại, nhưng giữa trận tinh, ta là cái thắng là người. Nó khác. Còn nãy con nói nó bị nhão lắm. Ông Năm dùm cái hơi ruột đó, con hiểu không? Thì đó là những cái mà khi mà đóng một cái vai như vậy là mình phải phát âm khác. Chú chị chúc cho con sẽ thành công. Cảm ơn. Dạ. Chú xin cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng Trọng Nhân với tiết mục vừa rồi. Dạ, con cảm ơn chú Đại Nghĩa.